Chào mừng các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Và lần đầu tiên thì cho phép giúp em xin được gửi lời chào và lời kính sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc, và đặc biệt là các bác yêu thích cái dòng xe đạp địa hình. Thì ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video báo giá công khai hai cái mẫu xe đạp địa hình Formaster và hãng xe đạp Vic 1. Thì các bác là quan tâm thì các bác hãy ở lại với em để xem hết video ngày hôm nay, và so sánh hai cái con này về cái giá tiền cũng như là cái cấu hình xe để các bác cân đối khi mà các bác lựa chọn mua. Và trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì em vẫn luôn nói qua về cách thức mua bán cũng như giao dịch của shop để các bác là mới vào kênh thì các bác tiện các bác tham khảo. Shop em thì ở Tiên Yên, Bắc Giang. Đấy, các bác ở gần thì xin mời các bác đến tận shop xem xe cũng như là mua xe trực tiếp luôn. Các bác trong tỉnh Bắc Giang nếu mà mua xe thì bên shop em sẽ miễn phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho các bác. Đó. Và còn các bác nào mà không đến được tận nơi thì bên em là luôn nhận zip code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Nhận hàng thì quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng. Và trước khi đi vào chi tiết video thì em cũng xin được lưu ý các bác một cái điểm nhỏ là bên shop em thì quay video như nào bán hàng như vậy, nên là trước khi các bác mà đưa ra quyết định đặt xe thì các bác hãy tham khảo thật kỹ video mà em giới thiệu về xe đi, để tránh trường hợp là gửi hàng đến nơi nó xảy ra vấn đề gì khúc mắc thì nó cũng không hay. Xe này nó là hàng cồng kềnh, gửi hàng đi rất khó khăn các bác ạ, và tiền cước thì nó mất rất là nhiều. Nên để làm sao mà chúng ta là người lớn rồi, làm việc với nhau trên cơ sở là có trách nhiệm. Nếu các bác đã đặt xe rồi, nếu có cọc tiền thì các bác cũng có trách nhiệm, hoặc là các bác không cọc tiền với những chiếc xe đạp mà có giá trị thấp thì các bác không phải đặt cọc, thì các bác cũng phải có trách nhiệm một chút khi mà đã đặt xe các bác nhé. Và bên cạnh hai cái mẫu xe đạp địa hình Formaster và xe đạp địa hình Vic 1 thì bên shop em có cung cấp cả những dòng xe đạp touring, xe đạp đua. Thì các bác có nhu cầu tham khảo mua xe thì liên hệ trực tiếp với em qua số máy em để phần tiêu đề, phần mô tả các bác nhé. Và đi vào chi tiết của video thì em sẽ giới thiệu tới các bác về cái mẫu xe đạp Vic 1 thì công khai giá các bác luôn để các bác cân đối tài chính và so sánh này. Cái mẫu xe đạp Line Vic 1 này thì nó có giá là 7 triệu rưỡi. Đó, giá 7 triệu rưỡi. Và cái mẫu xe đạp Formaster thì nó có giá là 8 triệu rưỡi, nó chênh nhau là 1 triệu đồng. Thì các bác có thể là cân đối và so sánh khi mà lựa chọn mua. Và cấu hình xe của con xe đạp Line Vic 1 này thì nó được thiết kế ở đây là cái phần tay lái là tay lái bằng nhôm. Hai cái phần tay cầm có thiết kế là cao su lon, và bộ bấm xả ở đây là sử dụng là thiết kế là của hãng Shimano, cho các bác những trải nghiệm rất ok khi mà nó thiết kế là cái bộ bấm xả bằng gần với cả cái phần tay cầm như thế này, tay lái. Xuống phần bên dưới thì đây nó có in một cái thương hiệu của xe, biểu tượng đôi cánh đại bàng của thương hiệu Line, rất là khỏe khoắn và đẹp như thế. Và ở đây thì cái khung càng thì thiết kế là khung càng khép đúc nguyên khối. Và ở đây nó có khóa hành trình, có khóa hành trình thì các bác đi địa hình các bác mở ra, còn đi đường bằng thì các bác lại đóng nó vào để cái phần phuộc này nó có thể hoạt động hoặc là không hoạt động đó. Và xuống đến phần bên dưới thì trục là sử dụng là trục tháo nhanh Meyer, là Meyer nhôm, và nó chạy vòng bi mạc đạn đây các bác nhé, hai bên có hai vòng bi mạc đạn. Và cái phần lan hoa là lan hoa thép liền với cả cái phần vành được cắt CNC hai lớp này. Và con này có phản quang bánh xe. Con này thì nó được thiết kế là van châu Âu, van to. Kích thước lốp cũng vậy. Kích thước lốp thì nó có kích thước lốp to. Kích thước lốp to là nhiều phần nhám để nó tăng cái độ tiếp diện và độ ma sát khi mà đi đạp xe trên địa hình. Đi rất là an toàn. Và con này thì về kích thước lốp, con này là bánh. Và cái kích thước bánh xe thì ở đây nó là bánh 26. Em sẽ quay cho nó dịch lên trên một chút để nó dễ, các bác dễ quan sát. Bánh của nó là bánh 26 nhân 1.95. Thì các bác mà có chiều cao tầm 1m rưỡi trở lên là các bác đi được. Đó. Bánh xe thì nó kết hợp với cả cái khung sườn xe. Đó. Và sang phần khung sườn xe thì nó được thiết kế là khung sườn nhôm, và cái phần dây phanh và dây củ đè thì có đi âm khung, và có một cái dây ở đây là cái dây phanh sau. Đó là đi dương khung, còn lại là đi âm khung hết. Nó sẽ đi bên dưới khung như này thì rất là gọn gàng, nó sẽ không bị vướng khi các bác đi đặt xe.
và nó được sơn hai cái lớp sơn tĩnh điện và được in chìm thương hiệu của xe và mã của xe. Được xử lý các cái mối hàn vẩy cá rất là gọn gàng như này và đẹp như này. Khung yên thì là bằng thép và cọc yên thì nó bằng nhôm. Cái phần trục yên thì là sử dụng thiết kế trục tháo nhanh, thì các bác dễ dàng điều chỉnh cái chiều dài của cọc yên làm sao phù hợp với chiều dài chân. Yên là đệm bọc da chống nước bên ngoài, bidan là đi theo xe này, bidan bằng nhôm kết hợp với nhựa cao cấp. Và cái phần trục của cái con này là trục đặc, đùi đĩa là của hãng Plowell. Đùi đĩa của hãng Plowell. Và phần bánh sau thì thiết kế giống cái bánh trước thôi, có chân trống đi theo xe này. Trục là trục tháo nhanh ở phía sau. Và con này thiết kế là phanh cơ phanh thắng cơ đĩa bóp phanh thắng cơ đĩa. Thì đi rất là an toàn khi các bác đi đạp địa hình. Và ở đây nó có thiết kế ở cái phần để các bác lắp cái giá đựng bình nước. Ở đây chuẩn bị nước khi đi đạp xe. Nó thiết kế ở đây là có 3 đĩa trước và 7 lít sau, 3x7 cấp độ các bác đi đạp địa hình. Gạt đà trước sau là của hãng Shimano Toley. Đó. Cấu hình xe của con xe đạp Line Vic 1. Và sang đến cấu hình của con xe đạp địa hình Formaster. Thiết kế vẫn là tay lái bằng nhôm và hai phần tay cầm vẫn thiết kế là bằng cao su lon. Và con này thì nó có cải tiến hơn cái con xe đạp Vic 1 kia là phanh, là sử dụng là phanh dầu của hãng Shimano các bác nhé. Phanh dầu này thì nó đi nó sẽ nhẹ nhàng và nó có tăng cái độ an toàn lên hơn so với cái phanh cơ đĩa. Bộ bấm xả cũng là của hãng Shimano. Bộ bấm xả của hãng Shimano. Phô tăng là phô tăng nhôm này. Trên đây nó có thiết kế một cái quả chuông để các bác đi đạp xe, các bác báo hiệu cho xe phía trước các bác muốn vượt hay là các bác muốn xin đường. Bên dưới này cũng in thương hiệu của xe này. Và cái phần khung của cái phần thuộc thì nó thiết kế là thép đúc. Và cái khóa hành trình ở đây, các bác khi đi đạp đường địa hình thì các bác mở cái khóa thuộc ra, còn đi đường bằng thì các bác lại đóng cái khóa thuộc lại. Và cái phần bánh trước thì cũng thiết kế là trục tháo nhanh, có vòng bi bạc đạn ở hai bên của Meyer nhôm. Và phanh là sử dụng ở đây là phanh đĩa bóp có dầu. Đó. Con này thì bánh của nó, kích thước của bánh thì thương hiệu lốp là của hãng Nylon này. Và con này van của nó lại là van truyền thống, van tháo truyền thống. Và cái phần kích thước lốp em sẽ quay cho các bác xem. Con này thì lốp nó tải được tận 100 kg các bác nhé. Đấy, các bác tầm một tạ hơn tạ đi cũng ok. Kích thước lốp của nó là bánh 27.5. Bánh 27.5 nhân với lại 2.125. Thì các bác có chiều cao tầm 1m65 trở lên thì các bác mới đi được vừa cái xe này. Bánh nó có to hơn so với cái chiếc xe đạp địa hình Nike kia. Và phần khung sườn xe thì nó thiết kế là khung sườn bằng thép và nó được sơn hai cái lớp sơn tĩnh điện chống rỉ, in chìm thương hiệu của xe. Các cái mối hàn vẩy cá cũng đã được xử lý rất là đẹp như này. Dây phanh và dây củ đề là đi âm khung, có một cái dây phanh của phía sau xe là đi dương khung thôi, nhưng mà đi dưới khung này cũng rất là an toàn này. Trên đây đi theo xe là tặng sẵn cho các bác một cái gọng bình rồi nhé. Về cái con này được tặng sẵn một cái gọng bình. Và mã của xe là 2.4HD. Đấy, bánh 27.5 này, thương hiệu của xe. Và con này thì sử dụng là cái trục yên ở đây là trục nhôm, có phản quang phía sau, khung yên bằng thép, yên là đệm mộc da bên ngoài chống nước này. Trục yên cũng là sử dụng trục tháo nhanh. Ở đây này có cả in thương hiệu của xe. Và cái thiết kế xe đạp này là dành cho thương hiệu của Hàn Quốc. Đó, đây các bác nhé. Đây, quay rõ hơn các bác này. Xe này dành cho thị trường Hàn Quốc. Đó. Và cái phần trục ở đây là sử dụng là trục tháo xin lỗi các bác, ở đây thì thiết kế là trục đặc. Và đùi đĩa là của hãng Formaster luôn. Bidan là bằng nhựa. Đó, bidan bằng nhựa của hãng luôn. Và cái phần bánh sau thì con này thiết kế là chân trống đi theo xe. Trục cũng là trục tháo nhanh. Và về bộ phận chuyển động, con này cũng thiết kế 3 đĩa trước và có 7 lít sau, 3x7 cấp độ các bác đi đạp địa hình. Và gạt đè sau là của hãng Tourney TX Shimano kết hợp. Và con này gạt đè trước của hãng luôn. Đó. Thì tùy cho các bác
em nhắc lại một lần nữa thì hai con này thì nó chênh nhau là 1 triệu đồng. Cái con Lai địa hình VIX1 là giá 7,5 triệu, và cái con Formaster Kerat H2.4 HD bánh 27.5 này thì nó là có giá là 8,5 triệu. Thì các bác có thể cân đối tài chính khi các bác lựa chọn mua. Còn khi các bác mua hàng bên shop em thì bên em sẽ có một số cái quà tặng để tặng cho các bác, thì các bác yên tâm cứ đặt hàng bên shop em thì sẽ có quà các bác nhé. Và cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với shop em. Và các bác đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh ạ.